Xin chào tất cả các em, mình sẽ tiếp tục phần Listen and Read của bài học số 12 trong chương trình tiếng Anh lớp 8. Và trong bài học này mình sẽ tìm hiểu một bài đọc, một đoạn hội thoại giữa hai nhân vật. Các em hãy cùng quan sát lên màn hình của cô nhé. This is Mrs. Smith and this is Mrs. Quyên. Mrs. Quyên ở Hà Nội đúng chưa nào? Bà ấy đã gọi cho bạn của mình là bà Smith ở San Francisco và thông báo là gì đây? Sandra, Sandra là tên thân mật ha. Khi mà họ là bạn thời bè rồi thì bà Quyên đã gọi bà Smith bằng cái tên là Sandra. Sandra is Quyên, I'm calling from Hanoi. Bà Quyên gọi cho bà Quyên gọi cho bà Smith từ Hà Nội để thông báo về việc là bà ấy sẽ đi đến USA, đúng không nào? Đi sang Mỹ để có một chuyến đi du lịch. Vậy thì bà Quyên, bà Smith đã đáp lại như thế nào? Hello Quyên, this is a nice surprise. Vậy thì bà Quyên thông báo với bà Smith về chuyến đi này. Và các em sẽ được lắng nghe một đoạn hội thoại giữa hai người bạn này, xem họ nói gì và cũng như để biết được lịch trình của bà Quyên trong chuyến đi thăm đất nước ở Hoa Kỳ ở đây. Hãy cùng quan sát lên màn hình và lắng nghe đoạn hội thoại nhé. Nào, listen. Unit 12, a vacation abroad. Listen and read. Hello, Sandra, it's Quyên. I'm calling from Hanoi. Hello, Quyên. This is a nice surprise. Tyler and I are coming to San Francisco on Monday. That's wonderful. Would you like to come and stay with us while you're in town? That's very kind of you, but we're coming on a tour. Our accommodation is included in the ticket price. Then you must come over for dinner one night. Yes, we'd love to, but we'll only be in town for 3 nights. We leave on the 28th. Are you free on Tuesday evening? No, I'm going out that night, but I'm not busy the following evening. What about Tom? Will he come with you? No, unfortunately, he has a business meeting in the evening. Oh dear, he's always working. Well, I'll pick you up at your hotel. Shall we say 7 o'clock? That sounds fine. Thanks, Sandra. See you then. Bye. Vậy là các em vừa mới lắng nghe đoạn hội thoại giữa bà Smith và bà Quyên. Họ đã nói chuyện với nhau qua điện thoại ha. Bây giờ mình sẽ cùng đọc và dịch xem hai bà này nói gì với nhau ha. Hello, Sandra is Quyên. I'm calling from Hanoi. Hello Quyên, that's a nice surprise. Tang and I are coming to San Francisco on Monday. That's wonderful. Would you like to come and stay with us while you are in town? That's very kind of you, but we are coming on a tour. Our accommodation is included in the ticket price. Then you must come over for dinner one night. Yes, I'd love to, but I'll only be in town for 3 nights. We leave on the 28th. Are you free on Tuesday evening? No, I'm going out that night, but I'm not busy the following evening. What about Tang? Will he come with you? No, unfortunately, he has a business meeting in the evening. Oh dear, he always working. Well, I'll pick you up at your hotel. Ở đây mình đọc là let me check some question. Ở đây mình có từ shall we say 7 o'clock. Yeah, that sounds fine. Thanks Sandra, see you then, bye. Vậy thì bà Quyên thông báo với bà Smith là điều gì đây? Thanh là chồng của bà Quyên ha. Thanh và tôi, mình sẽ đi đến San Francisco vào thứ hai này. Ồ, thật là tuyệt vời. Vậy thì các bạn
sẽ đến và ở cùng với gia đình mình khi mà bạn đến đây chứ? Ồ bạn thật là tốt, nhưng mà mình đi theo tour ha, chúng mình đi theo tour và cái nơi ở thì đã bao gồm ở trong vé rồi. Trong giá vé thì đã bao gồm nơi mình đến ha, mình đến ở đó. Sau đó thì bạn phải ghé qua ăn tối với mình một hôm chứ. Ồ được chứ. Chúng mình cũng muốn là như vậy, nhưng mà mình chỉ ở lại trong thành phố này có 3 đêm thôi. Mình sẽ rời khỏi đây vào ngày 28. Bạn rảnh vào tối thứ ba chứ? Ồ không, mình sẽ ra ngoài vào tối đó, nhưng mà mình sẽ không bận vào tối ngày hôm sau, có nghĩa là tối thứ thứ tư ha. Vậy thì anh Thanh thì sao? Anh ấy có đi cùng với bạn không? Không. Ồ tiếc lắm, anh ấy đi có một buổi họp ha, kinh doanh vào tối hôm đấy. Ôi trời, anh ấy lúc nào cũng có công việc. Ồ được thôi, vậy thì mình sẽ đón bạn ở khách sạn. Chúng mình sẽ gặp nhau vào lúc 7 giờ nhé. Ồ được đấy, cảm ơn Sandra, hẹn gặp lại bạn. Tạm biệt. Vậy là họ đã hẹn gặp nhau với lịch trình và cũng như mình đã nắm được cái thông báo về cái chuyến đi của bà Quyên, nó diễn ra trong vòng bao lâu và bà ấy sẽ rời khỏi khi nào đúng chưa nào. Vậy thì các em sẽ có một số từ mới xuất hiện trong bài này và hãy cùng cô học một vài từ mới ở đây nhé. Cô có từ đầu tiên, mình có từ surprise. Từ surprise, các em quan sát lên trên màn hình, với từ này nó thuộc loại từ là danh từ. Mình có từ surprise mà thêm ed thì nó là tính từ đúng không nào? Còn khi nó được viết nguyên như thế này thì nó là một danh từ, nó mang nghĩa là sự ngạc nhiên đúng không nào? Mình đọc là surprise. Tiếp theo cô có từ tour. Các em cũng đã quen thuộc với từ này rồi. Khi mà mình đi du lịch mà mình không tự đi, mình sẽ thông qua một cái công ty có tổ chức, người ta gọi là tour này. Nó mang nghĩa là chuyến du lịch đúng không ạ? Mình sẽ đi theo đoàn. Tiếp theo cô có từ include. Include nó là động từ, nó mang nghĩa là bao gồm. Come over. Come over này có nghĩa là ghé qua thăm ai đó ha. Business meeting là cuộc họp kinh doanh. Nó liên quan đến việc công việc kinh doanh hoặc là về những cái mục đích về kinh tế. Thì mình có những cái cuộc họp mặt như vậy. Cô có từ pick up. Pick up các em đọc nối âm k với từ up ở đây. Mình đọc là pick up, có nghĩa là đưa rước, đón hoặc là rước ai đó. Được chưa nào? Mình cùng đọc lại một số từ nhé. Surprise, tour, include, come over, business meeting, pick up. Mình sẽ quay lại bài học của mình ha. Ở trong phần bài học này, các em sẽ phải làm hai nhiệm vụ. Với nhiệm vụ đầu tiên, người ta yêu cầu mình complete Miss Queen's schedule. Các em có thể đọc là schedule hoặc là schedule. Ở đây mình sẽ xem quan sát cái bảng này. Ở bảng này người ta đưa lịch trình của bà Quyên trong vòng 4 ngày đúng không nào? Bà ấy sẽ đến San Francisco vào ngày thứ hai và rơi vào ngày 25, trúng vào thứ hai. Đây người ta đã làm mẫu cho mình là coming to San Francisco. Vậy thì 3 ngày còn lại sẽ là những hoạt động gì? Thì các em hãy cùng đọc lại bài đọc của mình để xem trong những ngày tiếp theo bà ấy làm gì nhé. Trong đoạn hội thoại của bà Quyên và bà Smith thì bà Smith có hỏi bà Quyên đúng không nào? Là có một câu hỏi như thế này: Are you free on Tuesday evening? Vậy thì mình sẽ quan sát vào Tuesday evening. Bà Quyên trả lời như thế nào đây? No, I'm going out that night. Vậy thì vào ngày thứ ba ngày 26 thì bà ấy nói là bà ấy ra ngoài. Vậy thì ở cột này mình sẽ điền vào going out. Được chưa nào?
Rồi, tiếp theo mình đến với ngày thứ tư 27. Thì câu tiếp theo trong đoạn đó, bà ấy nói gì đây? But I'm not busy the following evening. Mình không có bận vào tối ngày hôm sau, có nghĩa là vào tối thứ tư. Vậy thì hãy quay trở lên. Bà Smith đã đề nghị gì với bà Quyên vào cái dịp này nhỉ? Đó là you must overcome for dinner one night. Bà Quyên đáp là we'd love to, but I'll only in town for three nights. Đúng không nào? Vậy thì bà Smith có hẹn ăn tối với vợ chồng bà Quyên đúng không nào? Và khi mà đề cập đến thời gian là ngày thứ ba thì bà Quyên đã bận đi ra ngoài. Vậy thì họ đã rời lịch sang ngày thứ tư. Vậy ở đây mình sẽ điền nội dung của cái lịch trình ở đây sẽ là gì? Having dinner with the Smith, đúng không nào? Sẽ ăn tối với gia đình bà Smith. Và cuối cùng, ở trong bài người ta có đề cập đến là gì? Bà Quyên nói với bà Smith là we leave on 28. Chúng tôi sẽ rời đi vào ngày 28. Vậy thì trong lịch trình này mình sẽ điền là gì? Leaving San Francisco. Ok. Đây là mình vừa mới hoàn thành cái lịch trình của chuyến đi bà gia đình vợ chồng bà Quyên đi đến San Francisco, đúng không nào? Hãy cùng đọc lại một chút nhé. On Monday the 24th, okay. Miss Quinn and her husband come to San Francisco. Có thể sử dụng thì tương lai gần. They are going to. I'm sorry, mình sẽ sử dụng luôn. They are coming to San Francisco. Mình không sử dụng be going to come nữa ha. On the Tuesday 26th, they are going out. Hay nói cách khác là Miss Quinn is going out with Miss Quinn is going out, okay? Người ta không nói là bà ấy đi với ai, đúng không nào? Tiếp theo nào. On Wednesday 27, Miss Quinn is having dinner with the Smith, ha? Huh? The Smith ở đây là gia đình nhà Smith luôn ha. And on Thursday the 28th, they are going to leave San Francisco. Họ sẽ rời khỏi đó. Vậy là mình vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Các em hãy quan sát phần bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu mình answer the following question. Hãy trả lời những cái câu hỏi ở đây. Ở đây có 3 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên: A. Will Missy Quinn and her husband stay at Mrs. Smith's house? Why and why not? Vợ chồng bà Quinn có ở lại nhà bà Smith không và tại sao? Câu số 2. B. Will Missy Quinn's husband have dinner with the Smith? Why not? Chồng của bà Quinn này có dự bữa ăn tối với gia đình nhà bà Smith hay không và tại sao? Ha? Tại sao có và tại sao không? C. How will Miss Quinn go to Mrs. Smith's house? Làm cách nào mà bà Quinn đến được nhà bà Smith? Vậy thì các em hãy quan sát lại nội dung trong bài và mình sẽ trả lời. Câu đầu tiên, mình sẽ trả lời như thế nào đây? Trong bài học, bà Quinn thông báo với bà Smith là sẽ đến San Francisco, đúng không nào? Và bà Smith đã hỏi, would you like to come and stay with us why you are in town? Bà Smith hỏi là vợ chồng bạn sẽ đến và ở lại cùng với gia đình mình chứ? Và bà Quyên đã nói là gì đây? That's very kind of you, but we are coming on a tour. Nhưng mà chúng tôi đi tour, cho nên việc ở lại nhà bà Smith này là mình sẽ trả lời là no, đúng không nào? Đầu tiên mình sẽ trả lời no, they won't. Because they are coming on a tour. And ở đây mình thấy đoạn sau này sẽ trả lời thêm để giải thích cho câu hỏi là tại sao ha. The accommodation is included in ticket price, so they will stay at a hotel. Họ sẽ ở lại khách sạn nhưng họ không ở lại gia đình nhà bà Smith. Được chưa nào? Mình vừa mới làm xong câu A. Ở câu B, trong cái
của cái cuộc điện thoại thì bà Quyên đã thông báo với bà Smith ha, khi mà bà Smith rủ bà Quyên đi ăn tối thì có ông chồng của bà Quyên đi theo không nhỉ? Trong này nói là, trong thông tin của bài nói là Mr. Tang has a business meeting in the evening. Vậy thì ở đây mình sẽ trả lời là no, he won't, because he will have a business meeting in the evening that day. Ông ấy có một buổi meeting vào tối ngày hôm đó, được chưa nào? C. How will Miss Quinn go to Mrs. Smith's house? Làm cách nào để bà Quinn đến được nhà bà Smith đây? Đó là bà Smith sẽ đến đón bà Quyên ở tại khách sạn, đúng như nào? Mình sẽ trả lời là gì đây? Mrs. Smith will pick her up at her hotel. Đơn giản không nào? Những câu hỏi này đều có trong thông tin của bài hội thoại. Các em có thể dễ dàng tìm được thông tin để mình trả lời. Vậy là cô vừa mới giúp các em hoàn thành bài Listen and Read với hai cái nhiệm vụ. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Tuy nhiên, trước khi mình kết thúc, cô có một số nhấn mạnh ở đây. Trong đoạn hội thoại này, mình có một số lời mời, đúng không nào? Một số cấu trúc lời mời. Cụ thể thì các em hãy quan sát lên màn hình. Mrs. Smith said, "Good you like to come and stay with us." Một lời mời, đúng không nào? Các bạn sẽ đến và ở lại nhà mình chứ? Và bà Quyên đáp lại như thế nào đây? "That's very kind of you. But we are coming on a tour." Đây là một lời từ chối rất là khéo léo, đúng không nào? Một lời phủ định rất là khéo léo. Bà ấy nói tiếp như, "Then you must come over for dinner one night." Bạn sẽ ghé thăm nhà mình, bạn phải ghé thăm nhà mình để ăn một bữa tối chứ, đúng không nào? Đây cũng là một lời mời, thay vì nói là bạn có muốn đến nhà mình ăn tối không ha, thì bà ấy sử dụng câu nói như thế này. Và bà Quyên đáp lại là yes, we'd love to. Ok. Vậy thì ở đây mình thấy để chấp nhận một lời mời, mình có thể sử dụng là yes, I'd love to hoặc là that's great. Ha, đó là một lời thông thường mình đã được học. Để từ chối lời mời một cách khéo léo thì chúng ta thấy là bà Quyên đã từ chối như nào? That's very kind of you, but. À, đầu tiên là dạng như mình cảm ơn về lời mời đó nên mình sẽ nói là that's very kind of you. Sau đó mình từ chối bằng cách đưa ra một cái lý do hợp lý ha. Rồi, ngoài cấu trúc lời mời này, các em hãy quan sát lên mình có thì hiện tại tiếp diễn đi với từ always. Trước đây mình toàn học khi có xuất hiện always mình sẽ sử dụng thì hiện tại đơn, đúng không nào? Always là trạng từ tuần suất sử dụng trong thì hiện tại đơn, thể hiện một sự việc lặp đi lặp lại, luôn luôn là như vậy. Tuy nhiên ở trong bài học này mình đã sử dụng cấu trúc này như sau. Ví dụ như trong bài này có nói he is always working, đúng không nào? Anh ấy lúc nào cũng làm việc. Đây là cấu trúc câu thể hiện một sự phàn nàn ha. Thể hiện lời phàn nàn, không hài lòng, lúc nào cũng như vậy hết á. Ví dụ như khi các em đi học, đúng không? Mà mình đi học trễ chẳng hạn. Ví dụ một tuần đi học 6 buổi thì hết 4 buổi đi học trễ rồi. Và cô giáo sẽ phàn nàn là em lúc nào cũng đi học trễ cả. You are always be late. Được chưa nào? Vậy thì cấu trúc ở đây mình sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với always. Được chưa? Và always đứng sau động từ to be và đứng trước cái động từ thêm in này. Được chưa nào? Đấy là những cấu trúc trong bài học này mà cô muốn giới thiệu và lưu ý đến các em để mình biết cách sử dụng. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi và hãy đón chờ những video sau nhé. Tạm biệt và hẹn gặp. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé!